chúng ta không nên so sánh giữa vợ chồng anh chị Mai Lisa và cô chú Nguyễn Phương Hằng. Vì thực sự ấy, cả hai cặp vợ chồng anh chị Mai Lisa và vợ chồng cô chú Nguyễn Phương Hằng đều là những người có tâm có đức. Chúng ta đều nể phục với cái tâm của họ, giúp dân nghèo cực kỳ nhiều. Như anh chị Mai Lisa thì không phải nói, cô Nguyễn Phương Hằng cũng không phải nói. Từ trước đến giờ giúp như thế nào chúng ta đều hiểu được. Thế nên là mong rằng chúng ta không so sánh, ví dụ như là anh chị Mai Lisa đang muốn mua cái nhẫn 1.000 tỷ này để gọi là đọ sự giàu có, hay là vợ chồng anh chị Mai Lisa như kiểu là đang gọi là đang đọ sự giàu có để phục bà Nguyễn Phương Hằng hay là không để phục. Chúng ta đừng nên so sánh. Cái điều quan trọng nhất là họ đang giúp những người dân nghèo, đang vì cái tâm cái đức, đang giúp những người dân nghèo. Đấy mới là cái điều đáng trân trọng. Thực sự là như vậy. Không phải nói sai mọi người ạ. Chúng ta hãy hướng đến những cái điều tích cực, đừng so sánh những cái điều tiêu cực nữa. Đấy. Riêng mình thì mình cực kỳ là fan hâm mộ của anh chị Mai Lisa và vợ chồng cô chú Nguyễn Phương Hằng.